Xin chào quý khán giả, mời quý khán giả đến với chương trình 12 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý khán giả, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy dự sinh hoạt lễ tháng 10 chi bộ khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Chi bộ khu vực Bình Yên A hiện có 69 đảng viên, trong đó có 11 đảng viên được miễn sinh hoạt. Thời gian qua, chi bộ đã lãnh đạo khu vực hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024 đều đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chi bộ đang tập trung đóng góp hoàn thiện văn kiện, chuẩn bị tổ chức tốt đại hội chi bộ. Tại cuộc họp, chi bộ phổ biến các văn bản chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027. Nhiều ý kiến của đảng viên tập trung thảo luận đề ra các giải pháp giải quyết các vấn đề như thiếu kinh phí lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng đường giao thông, vệ sinh môi trường, cảnh quan, thu gom rác thải, khó khăn trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trẻ ở khu vực còn hạn chế. Đảng viên chi bộ cũng bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao việc lãnh đạo thành phố tham gia sinh hoạt ở khu dân cư, tạo sự gắn bó mật thiết với cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Đảng viên đề đạt một số ý kiến với cấp ủy lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân, công tác quy hoạch phát triển thành phố. Sau buổi sinh hoạt lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu đã đến thăm một gia đình đảng viên thuộc diện chính sách và một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực. Cũng trong sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Sau khi nghe ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin nhanh nội dung dự kiến kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 cũng như tình hình kinh tế xã hội của thành phố, cử tri phấn khởi trước những kết quả thành phố đạt được, đồng thời phản ánh khu vực Ba Sông Hậu còn gọi là Cồn Khương, nằm giữa trung tâm quận Ninh Kiều đã bị quy hoạch treo hàng chục năm qua. Cuộc sống người dân nơi đây rất khó khăn do không được xây dựng cất mới, không được cấp quyền sử dụng đất, không được chứng nhận mua bán, chuyển nhượng hoặc giao dịch các loại giấy tờ khác. Cử tri đề nghị ngành chức năng có giải pháp tháo gỡ khó khăn để bà con ổn định cuộc sống. 9 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước tăng 6,25% so với cùng kỳ và xếp hạng 46 trên 63 tỉnh thành. Kết quả trên được đưa ra tại phiên họp thường kỳ vào sáng nay, 9 tháng 10. Theo đó, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm gần 10%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm hơn 30%, khu vực dịch vụ chiếm hơn 53%. Về sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 98.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ và đạt hơn 72% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 1.793 triệu đô la Mỹ, tăng gần 10% so với cùng kỳ và đạt 82% kế hoạch. Mặc dù vậy, theo nhận định của lãnh đạo thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố còn gặp không ít khó khăn, hạn chế nhất định. Như tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt gần 43% so với quyết định của chính phủ và đạt hơn 50% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng của các dự án chưa khơi thông, các vướng mắc chưa được xử lý dứt điểm. Việc khởi công các dự án mới, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án mới còn chậm, thu hút đầu tư ngoài ngân sách chưa đạt kết quả như kỳ vọng, chưa thu hút được các dự án có quy mô lớn. Việc khai thác nguồn thu ngân sách từ tiền sử dụng đất còn vướng mắc. Trước tình hình trên, cần tiếp tục tập trung tăng cường thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nghiên cứu đề xuất những cơ chế chính sách đặc thù mới mang tính đột phá, phù hợp với thành phố, nhằm tạo động lực phát triển mới, thu hút các nguồn lực để triển khai hiệu quả các định hướng, mục tiêu theo nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. Sáng nay, 9 tháng 10, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam làm trưởng đoàn. Theo báo cáo, thành phố Cần Thơ có 4.288 nạn nhân, trong đó có 3.694 người được hưởng chính sách đạt 86% trên tổng số nạn nhân. 2.787 nạn nhân là dân thường hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 43 ngày 14 tháng 5 năm 2015 gắn với việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc da cam sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của địa phương,
Theo quyết định số 2215 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ thị và quyết định của Trung ương. Qua đó vận động xây dựng sửa chữa 52 căn nhà cho người nghèo và trao quà thăm khám bệnh cấp thuốc miễn phí với tổng giá trị trên 81 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra giới thiệu 1.358 hộ nạn nhân da cam vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế, qua đó đã giúp cho nhiều gia đình nạn nhân xóa đi mặc cảm vươn lên thoát nghèo. Thay mặt đoàn chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Hữu Chỉnh đánh giá cao kết quả cách làm của hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ trong thời gian qua và mong muốn hội sẽ tiếp tục củng cố nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, chăm lo tốt hơn cho nạn nhân trong thời gian tới. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ phối hợp với Mobifone Cần Thơ sáng nay tổ chức phát động và diễu hành đoàn xe hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10 tháng 10 tại thành phố Cần Thơ với chủ đề Chuyển đổi số, tương lai mới, thành phố thông minh. Đoàn xe diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Cần Thơ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số và khuyến khích sử dụng các dịch vụ số đối với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức. Đồng thời, Mobifone thông báo về việc cắt sóng 2G để người dân nắm chủ trương và thực hiện nâng cấp lên 4G. Theo đó, lộ trình tắt sóng 2G vào ngày 15 tháng 10 tới đây, theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm tối ưu hóa hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ mới như 4G, 5G để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tại buổi phát động, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, chuyển đổi số là hành trình dài, đòi hỏi sự đồng lòng và quyết tâm từ chính quyền, doanh nghiệp và toàn thể người dân, qua đó đưa chuyển đổi số trở thành người bạn đồng hành, không thể thiếu trong mọi lĩnh vực của đời sống. Đảng ủy xã Trường Xuân tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ xã mở rộng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy Thới Lai đến dự và chỉ đạo. Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Trường Xuân đạt được, Bí thư Huyện ủy Thới Lai Trần Thị Vĩnh Nghi lưu ý, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong triển khai các giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2024 và nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, tạo động lực tiến tới Đại hội Đảng bộ xã Trường Xuân lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm rà soát củng cố bổ sung hồ sơ đảng viên. Đối với phát triển kinh tế xã hội, cần quan tâm triển khai thực hiện mô hình sản phẩm ô cốp trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt trong công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch năm 2024. Tiếp tục tập trung quản lý đất công trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý về trật tự mua bán, chỉnh trang, sắp xếp việc mua bán tại chợ gắn với công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng khó khăn đón Tết 2025 thật đầy đủ. Trong 9 tháng qua, Đảng ủy xã đã triển khai quán triệt, tổ chức tổng kết sơ kết thực hiện các chủ trương của Đảng theo tinh thần, nghị quyết năm 2024 kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, đã vận động xây dựng 16 căn nhà cho các đối tượng khó khăn về nhà ở. Kinh tế, xã hội trên địa bàn từng bước phát triển, tính đến nay tổng thu nhập bình quân đầu người đạt gần 72 triệu đồng một người một năm. Giá trị tổng sản lượng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 369 tỷ đồng, đạt trên 79% kế hoạch. Đến nay, toàn xã đã đạt 14 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Huyện ủy Phong Điền vừa tổ chức hội nghị triển khai quán triệt văn bản của Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các điểm cầu, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung như chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, hướng dẫn số 27 ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Ban Tổ chức Trung ương, một số nội dung chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kế hoạch số 329 ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Thành ủy và kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cũng tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2024. 9 tháng qua, kinh tế xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đối với sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, hướng đến hoàn thành 6 trên 4 mô hình sản xuất nông nghiệp đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
hướng dẫn hồ sơ thủ tục cho 7 sản phẩm OCOP tiềm năng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, thu ngân sách tăng so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách hộ nghèo thực hiện kịp thời. Huyện đã hoàn thiện báo cáo hồ sơ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với 3 xã Tân Thới, Nhân Ái, Nhân Nghĩa gửi về thành phố theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, công tác tuyển quân năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu. Song song đó, huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, quan tâm triển khai thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ, cải cách hành chính. Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa sơ kết công tác triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ 9 tháng năm 2024. Theo đó, công tác tuyên truyền các nội dung lợi ích liên quan đến đề án 06 luật cư trú, luật dữ liệu, 10 điểm mới luật căn cước cho người dân được triển khai bằng nhiều hình thức như tờ rơi, băng rôn, lồng ghép trong các hội nghị, tập huấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng CMS của VNEID. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn huyện đạt gần 86%, kết quả số hóa hồ sơ đạt gần 85% kế hoạch, tuyên truyền vận động công dân cài đặt và kích hoạt được gần 76.700 tài khoản định danh điện tử. Đến nay, huyện đã hoàn thành 22 chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống. Công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin phục vụ triển khai thực hiện đề án 06 tại địa phương đảm bảo hiệu quả, độ mật cao, an toàn dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng ngày càng mang lại hiệu quả tích cực. Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ quý tư năm 2024. Trong 9 tháng năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và đạt những kết quả nổi bật trong các mặt công tác. Triển khai các hoạt động chăm lo Tết Giáp Thìn với tổng kinh phí trên 5 tỷ 600 triệu đồng, vận động quỹ Tấm Lòng Vàng được khoảng 285 triệu đồng và quỹ Tháng Hành Động Vì Trẻ Em. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận đã phát động vận động công nhân viên chức lao động đăng ký tham gia và thực hiện tốt phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2024 gắn với phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào 503 sạch. Đặc biệt, trong 9 tháng qua, Liên đoàn Lao động quận thành lập 2 công đoàn cơ sở mới, phát triển đoàn viên tăng thêm 701 đoàn viên đạt 65%. Hiện nay đang quản lý 188 công đoàn cơ sở với 9.934 công đoàn viên trên 11.733 lao động, đạt gần 85%. Dịp này có hơn 120 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động công đoàn được nhận bằng khen và giấy khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều. Thưa quý vị, thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian qua, quận ủy Ninh Kiều tập trung chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, hệ thống chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị và cá nhân. Các mô hình thiết thực, những việc làm theo gần gũi tạo thành sức mạnh tổng hợp để hàng năm quận Ninh Kiều hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng tầm là quận trung tâm của thành phố Cần Thơ. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được xác định là nhiệm vụ quan trọng và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp hội phụ nữ quận Ninh Kiều. Nổi bật là các cấp hội đã xây dựng được phong trào, mô hình, phần việc hướng về cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hội viên, cũng như tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Nổi bật nhất đó là mô hình xuất ăn nghĩa tình, mô hình bếp ăn không đồng. Thì đối với mô hình này thì chúng tôi cũng đã trao trên 7.200 suất ăn. Và học tập Bác trong cái việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Thực hiện năm thanh niên tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Tuổi trẻ quận Ninh Kiều cũng vận động đoàn viên thanh niên làm theo lời Bác thông qua các phong trào, hành động ý nghĩa, nhân văn hướng về cộng đồng, cùng chung tay xây dựng quận Ninh Kiều ngày càng văn minh, hiện đại, an toàn, xanh, sạch, đẹp. Quận đoàn Ninh Kiều đã triển khai tổ chức nhiều cái hoạt động từ cấp quận cho đến cơ sở, như là thường xuyên tổ chức hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện cũng như là ngày Chủ nhật xanh đối với các cơ sở đoàn khối dân cư.
lan tỏa những nghĩa cử, hành động đẹp, nhân văn mà hai năm qua mô hình cơm từ tâm được Đảng ủy phường An Cư xây dựng và duy trì. Bằng tấm lòng nhân ái sẻ chia, các tình nguyện viên ở đây đã cùng với các nhà hảo tâm mạnh thường quân phát hơn 120.000 suất cơm cho bà con nghèo khó khăn trong và ngoài phường. Phát cơm cho bà con lao động nghèo miễn phí, nó miễn phí thì cũng không hoàn toàn miễn phí, có nghĩa là bà con nào tùy khả năng của mình, có tiền ít thì đóng góp ít, có tiền nhiều thì đóng góp nhiều, không có tiền thì cũng vẫn được nhận cơm hàng ngày để mà giảm bớt phần nào khó khăn trong đời sống người dân. Cơm từ thiện này nó ra để nó giúp đỡ mọi người có mỗi một bữa cơm, tuy không nhiều nhưng mà cũng không ít, mỗi một lần lại đây là người ta cho mình hai hộp thì mình có thể là cũng no đủ được một ngày. Học ở Bác tinh thần cần cù sáng tạo, bà Đoàn Thị Hồng Thắm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hiji và Banesi đã khởi nghiệp thành công với dòng sản phẩm trà dược liệu từ các nông sản sẵn có ở địa phương. Vừa nâng tầm giá trị của nông sản, vừa tạo ra sự đa dạng hóa sản phẩm phục vụ người tiêu dùng. Đến nay, công ty có 14 sản phẩm các loại, trong đó có 6 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và tiềm năng đồng bằng sông Cửu Long, 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Cái giá trị mình mang lại đó là nâng cao giá trị cho nông sản và chiến lược trong thời gian tới đó là xuất khẩu được ra thị trường thế giới. Hiện nay thì công ty cũng đã tham gia nhiều cái hội chợ xúc tiến thương mại ở nước ngoài để tìm kiếm đối tác, để tìm kiếm những cái cơ hội đưa nông sản chế biến ra thị trường thế giới. Từ những phong trào phần việc học và làm theo Bác, hơn 3 năm qua, quận Ninh Kiều đã tuyên dương khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện kết luận 01. Riêng năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy Ninh Kiều đã khen thưởng cho 24 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Quận ủy chúng tôi sẽ tiếp tục có một cái phát động mạnh mẽ các phong trào và mô hình cách làm hay thông qua việc triển khai thực hiện cái kết luận 01 cũng như là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Những kết quả từ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác Hồ mà cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân quận Ninh Kiều đạt được thời gian qua đã góp phần quan trọng để Ninh Kiều thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Thạnh phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân, Ban Nhân dân ấp Thới Hòa C tổ chức lễ biểu dương khen thưởng cho cá nhân có đóng góp cho công trình nâng cấp mở rộng lộ giao thông nông thôn đoạn từ tỉnh xá Ngọc Thành đến kênh Bà Liếu. Tuyến đường từ tỉnh xá Ngọc Thành đến kênh Bà Liếu có chiều dài khoảng 700m, ngang 2m, được xây dựng từ nhiều năm về trước đã xuống cấp hư hỏng, gây mất an toàn khó khăn trong việc đi lại, hoạt động của người dân trên địa bàn ấp. Nay được thi công nâng cấp mở rộng lên 3m và được đưa vào sử dụng với tổng kinh phí thực hiện hơn 200 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hiền, ngụ tại ấp Thới Hòa C, xã Thới Thạnh tài trợ. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai và Ủy ban Nhân dân xã Thới Thạnh đã trao tặng giấy khen cho ông Nguyễn Văn Hiền là người có đóng góp trong xây dựng lộ giao thông nông thôn xã Thới Thạnh. Hôm qua, Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ phối hợp cùng tập đoàn Panasonic Electric Works Việt Nam tổ chức lễ bàn giao gói thiết bị điện hỗ trợ dạy học và khánh thành phòng thực hành tại trường. Gói tài trợ có trị giá 350 triệu đồng gồm các thiết bị điện tử của Panasonic, các sản phẩm cầu dao tự động, các dòng công tác dẫu cắm, thiết bị điện xây dựng và phụ kiện đã được đưa vào lắp đặt trực tiếp trong xưởng thực hành lắp đặt và điều khiển thiết bị điện của nhà trường. Các trang thiết bị này phục vụ cho nhu cầu giảng dạy học tập và thực hành, nâng cao kỹ năng lắp đặt cho sinh viên khoa điện điện tử của nhà trường, góp phần giúp các bạn sinh viên có cơ hội được học tập và thực hành với các trang thiết bị điện tiên tiến hiện đại. Từ đó giúp trau dồi kinh nghiệm và sự tự tin trong quá trình gia nhập thị trường việc làm sắp tới. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận Ninh Kiều vừa họp xét duyệt Nghĩa vụ Quân sự lần thứ nhất. Tại buổi xét duyệt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các phường thông báo kết quả nắm nguồn công dân ở tuổi 18 đến 27 thông qua danh sách công dân tạm quản miễn gọi nhập ngũ và danh sách công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2025. Bên cạnh đó cũng giải trình một số nội dung quan trọng khác như lý lịch, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, sức khỏe thanh niên. Sau buổi xét duyệt,
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận thống nhất kết quả xét duyệt lần 1 tại phường Xuân Khánh là 412 thanh niên, phường An Phú là 126 thanh niên. Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thạnh vừa phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng khóa 3 năm 2024. Có 96 học viên là cán bộ quân chúng công chức viên chức tiêu biểu được các chi đảng bộ cơ sở quy hoạch phát triển đảng, được tiếp thu những nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đảng bộ thành phố Cần Thơ. Tại chùa Vĩnh Khánh Tự, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh tổ chức bế giảng lớp giáo lý căn bản khóa 556 năm 2024. Lớp học có 99 học viên, được tiếp thu các chuyên đề về học Phật, hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, nội quy quy chế hoạt động của Ban trị sự để tổ chức sinh hoạt tôn giáo đúng với truyền thống đạo và tuân thủ quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản nhằm giúp cho tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nâng cao nhận thức về giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, đồng thời tuyên truyền vận động bà con tín đồ thực hiện đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tránh để kẻ xấu lôi kéo lợi dụng, ảnh hưởng xấu cho đạo và mất an ninh trật tự xã hội ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Cuối khóa học, các học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó có một thủ khoa, hai hạng ưu, 22 xuất sắc và 9 giỏi. Quý khán giả thân mến, hẻm 4, khu vực 4, phường An Khánh, quận Ninh Kiều là một tuyến đường rộng có lưu lượng người và phương tiện lưu thông qua lại rất đông. Thế nhưng nhiều tháng qua thì tuyến đường trên bị hư hỏng khá nặng, gây khó khăn cho việc đi lại cũng như là cuộc sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy, cần sớm được sửa chữa, hoàn thiện. Đường hẻm 4 thuộc khu vực 4 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, tại vị trí tiếp giáp với đường Nguyễn Văn Linh gần cầu Bà Bộ. Tại đây có nhiều trũng nước lớn, vừa lầy lội, vừa dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đường dơ giấy quá trời, mong chức năng người ta làm cho dân người ta đi đường này thông thoáng tùm lum. Vô chợ, vô trường học tùm lum đó không á. Rồi tới giờ bỏ về, tới giờ không làm chứ. Các cháu học sinh thì cứ đi qua đây đi. Mà vất vả những ngày mưa thế này là các cháu đi vất vả lắm. Bà con cũng kiến nghị mãi rồi mà chờ vẫn im à. Thành phố mà để cái đường thế này thì nó dơ quá. Ông Nguyễn Văn Thắng, tổ trưởng tổ dân phố cho biết, con hẻm có chiều dài khoảng 350m thông với khu tái định cư Đại học Y Dược, nên số người và phương tiện qua lại rất đông, nhất là vào giờ cao điểm. Trước đây con đường được triển khai nâng cấp mở rộng, nhưng hiện đã tạm ngưng một thời gian dài, nên tình trạng hư hỏng ngày càng nặng. Làm lộ 10m là lấy hết cái phần lộ giấy, nếu ai lấn chiếm thì phải trả cho dân, rồi người dân đây người ta cũng đồng thuận, thì thi công nó cũng vừa rồi đó, còn kẹt đó là đây 32 hộ, mà người ta chịu đó là tháo dỡ là chỉ còn có 7 hộ, cho nên nó gian dở. Đây là cái mương lộ nhà nước đã quản lý từ lâu rồi, và trong sổ đỏ để rằng con lộ mở 10m, thì giờ thực hiện đúng như vậy. Còn hộ nào không tự tháo dỡ thì nhà nước phải cách xử lý, để làm con lộ rộng, thoáng cho người dân đi. Người dân đang trông đợi sự khẩn trương của các cấp chính quyền để sớm có được một con đường rộng bằng phẳng đáp ứng nhu cầu lưu thông và phát triển đô thị cho quận trung tâm của thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 12 giờ của đài chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.